sau nhiều năm đưa vào sử dụng, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 25, nhất là các đoạn qua địa phận huyện Chư Sê đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, đặc biệt là trước cao điểm mùa mưa bão năm nay, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai đã bố trí kinh phí hơn 7,7 tỷ đồng để tiến hành sửa chữa mặt đường từ km 163 đến km 165, đoạn qua xã Hợp Bông, huyện Chư Sê và lắp đặt hệ thống thoát nước. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, nhà thầu thi công đã huy động tối đa phương tiện, nhân công để đẩy nhanh tiến độ thi công từng hạng mục, phấn đấu đưa công trình về đích sớm hơn, hợp đồng ký kết một tháng. Trong công trường thì chia làm hai mũi thi công. Một mũi thi công là dành cho cái hệ thống thoát nước trọng. Thì ở đây thì công trình này có 600 mét mương cạnh thoát nước. Thì có một tổ thi công riêng, hiện nay vẫn đang làm song song. Còn một cái tổ nữa thì đã xử lý xong móng và tiến hành thảm. Và đến hôm nay nữa thì trên cái cự ly thảm là 2 cây số, từ km 163 đến 165 của quốc lộ 25, thì đến ngày hôm nay là anh em chúng tôi đã hoàn thành được 1 cây số, là 163, 164, và đang triển khai tiếp tục cho cái cây số thứ hai là 164, 165. Thì nếu thời tiết thuận lợi thì cỡ khoảng 4 ngày nữa là anh em chúng tôi xong cái phần thảm bê tông nhựa nóng toàn thể mặt tường, và lúc đó thì cái mũi thi công rãnh ấy, thì nó tập trung, thì hiện nay cấu kiện đã đúc xong toàn bộ, là chỉ có việc lắp đặt. Trong khi đó, trên tỉnh lộ 668 đoạn qua địa phận thị xã Ayunpa, nhà thầu thi công cũng đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa mặt đường gồm 2 gói thầu chia thành 5 đoạn với tổng chiều dài 3,7 km. Theo thiết kế, mặt đường sẽ được thảm bê tông xi măng dày 22 cm, chiều rộng 5,5 m. Thời tiết thuận lợi nên trung bình mỗi ngày nhà thầu đều thảm được hơn 150 m. Sau khi hoàn thành, 5 đoạn đường thuộc 2 gói thầu sẽ kết nối vào hệ thống giao thông đã được đầu tư trước đây, giúp tỉnh lộ 668 thông suốt, nối liền thị xã Ayunpa với huyện Ea Leo của tỉnh Đắk Lắk. Làm đường thì người dân rất là phấn khởi và đường này rất đẹp và an toàn cho người sau này đi tham gia giao thông, an toàn hơn. Chở mì, chở lúa thì xe chạy nó tiện lợi hơn, nó nhanh hơn, nó tốt hơn. Sở Giao thông Vận tải Gia Lai hiện được giao quản lý 4 tuyến quốc lộ, 10 tuyến đường tỉnh và đường liên huyện Chư Pạ, Giặc Rai, Đức Cơ, Chư Prong với tổng chiều dài hơn 830 km từ nguồn vốn trung ương và tỉnh Gia Lai cấp năm 2024. Sở sẽ phân bổ hơn 160 tỷ đồng để thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ. Cho đến thời điểm này, các dự án đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Sở Giao thông Vận tải năm nay là tổ chức là tất cả là có 19 gói thầu công tác sửa định kỳ trên tuyến quốc lộ và đường tỉnh, thì qua đó thì sẽ sửa chữa tăng cường 39,9 km mặt đường và sửa chữa 18 cầu. Thì trong cái công tác sửa chữa định kỳ thì Sở Giao thông Vận tải lồng ghép các vấn đề về an toàn giao thông, hệ thống an toàn giao thông, bảo an toàn giao thông của trường học. Qua đó là cũng xử lý được là 39 điểm mất an toàn giao thông và 93 điểm về bất cập tổ chức an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh. Trong thời gian tới thì Sở Giao thông sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh đề xuất và bố trí các nguồn vốn để sửa chữa các bất cập hạ tầng giao thông và đảm bảo cái vấn đề giao thông đi lại và kịp thời xử lý những cái kiến nghị cử tri. Với sự chủ động trong triển khai công tác bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ hạ tầng giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đã góp phần giúp người dân thông thương, vận chuyển hàng hóa thông suốt cũng như phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.